Nghệ sĩ Tiểu Linh và chú áo vàng bóng gió ai đó dạo này thích lên mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh rơi nước mắt. Đây là tinh tâm xuống trước, tinh tâm xuống đầu tiên hết những mộ. Một cái bánh kem để này khóc. Quay kìa. Mộ khóc. Thì chứ bộ khóc hoài ha. Giờ mùa này như là mùa nước mắt hay gì? Mùa này mùa nước mắt. Không xin giờ cậu. Cậu thích khóc. Khóc nha. Ai nhận lại rồi. Không có khóc nha. Không có khóc. Sinh nhật dù vắng nhân vật chính nhưng nhà đầy tiếng cười. Ngày 10 tháng 12, gia đình nghệ sĩ Tiểu Linh nấu một buổi tiệc nhỏ tổ chức sinh nhật mừng tuổi mới của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Buổi tiệc được diễn ra ấm cúng với sự tham gia của các thành viên trong gia đình cùng với một vài khán giả thân thiết yêu thương giọng hát của ông Hoàng Cải Lương, nghệ sĩ Hồng Nhung, ca sĩ Hồng Phượng cũng dành thời gian đến tham dự buổi tiệc nhỏ. Ngồi vào bàn vừa ăn uống, vừa trò chuyện, nghệ sĩ Tiểu Linh chia sẻ. Đầu tiên là tinh tâm xuống trước, tinh tâm xuống đầu tiên hết những mộ. Một cái bánh kem để này khóc. Quay kìa. Mộ khóc. Thì chứ bộ, khóc hoài ha. Giờ mùa này như là mùa nước mắt hay gì? Mùa này mùa nước mắt. Ca sĩ Hồng Phượng cho biết sinh nhật năm nay của cậu, cả nhà mình cũng không còn vui vì thiếu vắng đi nhân vật chính. Mọi người tổ chức cũng chỉ vì mong muốn tưởng nhớ đến nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Cả gia đình sau đó đã cùng nhau hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật. Dù cố kìm nén nhưng em gái của ông Hoàng Cải Lương không khỏi nghẹn ngào, rơi nước mắt khi vỗ tay hát mừng sinh nhật anh mà lại không còn anh bên cạnh. Sau khi kết thúc buổi tiệc tại nhà nghệ sĩ Tiểu Linh, nghệ sĩ Hồng Nhung cùng con gái và cháu ngoại di chuyển sang nhà của trợ lý Kim Nga sum họp cùng mọi người. Tại nhà của mình, trợ lý Kim Nga đã chuẩn bị tươm tất bàn thờ với hoa tươi và bánh kem cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, mâm cơm thịnh soạn với những món ăn mà lúc sinh thời của nghệ sĩ yêu thích. Chú áo vàng huyền thoại nay xuất hiện tạo nên không khí vui nhộn cho gia đình khi nhìn thấy nghệ sĩ Hồng Nhung chuẩn bị thắp hương cho anh mình. Ông nói: "Mừng sinh nhật cậu. Cậu thích khóc, khóc nha. Ai nhận lại rồi, không có khóc nha, không có khóc." Có thể thấy, dù năm nay sinh nhật đã vắng đi hình bóng của nhân vật chính nhưng mọi người vẫn cố gắng tạo niềm vui để cố nghệ sĩ dưới suối vàng được yên nghỉ thanh thản. Nhớ lại sinh nhật năm 2022, khi đó sức khỏe của nghệ sĩ Vũ Linh đã yếu, gia đình vẫn tổ chức sinh nhật cho ông. Hồng Phượng kể: "Mỗi năm là giờ này là vui lắm, mọi người là đụng lại nhau là nhiều bàn. Có năm trước thì ông có làm bàn ở dưới, trước là ở trong nhà phòng thôi. Rồi năm ngoái là cậu năm ngồi giảng không nổi, nhưng mà mọi người vẫn đến chuẩn bị hết luôn. Mình cậu giảng như thế nào? Mình cố tình mình la cho lớn cho cậu thức mà cậu thức không nổi. Cũng chuẩn bị bong bóng rồi, bong bóng tùm lum trơn, hỏi hình con chó rồi này kia luôn đó." Nghệ sĩ Linh Tâm là người đầu tiên đến mộ, mang theo hoa tươi và bánh kem đến chúc mừng người anh tri kỷ. Ông nghẹn ngào ngồi cạnh mộ phần của anh Năm, nghẹn ngào tâm sự với anh: "Lần đầu tiên sinh nhật mà không có anh. Thật sự em biết nói vậy giờ. Cảm giác nó ghê gớm. Sinh nhật thì năm nào cũng có, nhưng năm nay đặc biệt nhất là không gặp anh." Nam nghệ sĩ cũng không quên dặn dò nghệ sĩ Vũ Linh hãy nằm xuống yên nghỉ thanh thản, bỏ ngoài tai tất cả những ồn ào mà đi về cõi an lành. Ông hy vọng rằng người anh thân thương sẽ bỏ qua hết những lỗi lầm trong quá khứ. Hai người hẹn gặp lại nhau ở một nơi khác và mong rằng ở kiếp sau vẫn sẽ là anh em tri kỷ. Sinh nhật đầu tiên vắng bóng đi nhân vật chính nhưng tin chắc rằng ở một nơi nào đó, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn hy vọng rằng gia đình mình sẽ sớm vượt qua tiếp tục cuộc sống của mình ở hiện tại và tương lai. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.